Một tuần mới lại bắt đầu, Cẩm Tú và Phất Dân rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Nghe Nhanh 6 giờ của podcast Báo Thanh Niên. Sau 2 ngày nghỉ cuối tuần, hy vọng quý vị sẽ có thật nhiều năng lượng để khởi động cho tuần mới. Và như thường lệ, người bạn dẫn quen thuộc của Cẩm Tú xin giới thiệu đến quý vị, anh Phước Nhân. Vâng, xin gửi lời chào buổi sáng đến tất cả quý khán giả. Thay mặt cho ekip thực hiện, Phước Nhân và Cẩm Tú mến chúc quý vị một tuần làm việc mới thật nhiều niềm vui và thành công. Và không quên chào Cẩm Tú luôn nha. Dạ, chào anh Phước Nhân. Hy vọng là ngày hôm nay thì hai anh em chúng ta sẽ dẫn dắt chương trình thật là hay anh nhé. Chắc chắn rồi Cẩm Tú ơi, vì Nghe Nhanh sáng nay sẽ có rất nhiều thông tin hấp dẫn như sau. Vụ trụ sở công an ở Đắk Lắk bị tấn công, đã bắt 16 nghi phạm, giải cứu 2 con tin. Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Cần Giuộc và Vàm Cỏ Tây. Danh tính người phụ nữ lõa thể trong bao tải ở Hải Phòng. Góc nhìn sáng nay sẽ đề cập đến tình trạng phố Tây Bùi Viện dính làn sóng trả mặt bằng. Bài viết về việc người đàn ông cháy đen tại bãi đất trống đường Tân Xuân 2 gây xôn xao mạng xã hội sẽ được đề cập trong nước mạng. Chuyển động toàn cầu đang chú ý với thông tin cháy rừng Canada trở nên dữ dội hơn, có thể kéo dài suốt mùa hè. Philippines sơ tán gần 13.000 người vì núi lửa phun trào. Cùng với các tin tức giải trí, dự báo thời tiết cho ngày hôm nay, đừng bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào của chương trình quý vị nhé. Thưa quý vị, mở đầu điểm tin trong nước sẽ là thông tin liên quan đến vụ một nhóm người tấn công hai trụ sở công an xã tại tỉnh Đắk Lắk vào hôm qua ngày 11 tháng 6. Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đến 17 giờ 30 phút hôm qua, lực lượng chức năng đã bắt giữ 16 nghi phạm. Ngoài ra, giải cứu an toàn hai người dân bị bắt giữ làm con tin và một con tin khác tự giải thoát. Lực lượng chức năng xác định không còn người dân nào đang bị nhóm tội phạm bắt giữ, đồng thời tiếp tục truy bắt những người liên quan. Trước đó, vào sáng sớm hôm qua, 11 tháng 6, một nhóm nghi phạm chưa xác định danh tính dùng súng tấn công vào trụ sở công an xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu thuộc huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk. Vụ tấn công khiến một số cán bộ công an, cán bộ xã và người dân bị thương, tử vong. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, ngay sau khi nhận được báo cáo, Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị nghiệp vụ liên quan khẩn trương vây bắt nhóm nghi phạm. Bộ Công an đề nghị người dân huyện Cư Quyên và các địa bàn lân cận bình tĩnh, không hoang mang. Nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên, đề nghị cung cấp ngay cho công an gần nhất. Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An vừa quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Cần Giuộc qua huyện Cần Giuộc và sông Vàm Cỏ Tây qua huyện Thạnh Hóa trước thực trạng sạt lở đất nguy hiểm và đặc biệt nghiêm trọng. Tỉnh Long An cũng đề ra các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại. Các giải pháp gồm sơ tán khẩn cấp người, tài sản ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm và khu vực có nguy cơ sạt lở nguy hiểm nếu có, khoanh vùng khu vực đang bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở, thiết lập hành lang an toàn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giuộc, Thạnh Hóa khẩn trương tổ chức ổn định đời sống của các hộ dân bị ảnh hưởng, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình trạng khẩn cấp. Huyện có nhiệm vụ chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã liên quan tiếp tục vận động người dân nằm trong khu vực có nguy cơ cao, chủ động theo dõi diễn biến sạt lở để đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng. Đồng thời, các đơn vị chức năng có nhiệm vụ tuyên truyền, cảnh báo sạt lở, di dời nhà cửa, tài sản, hàng hóa đến nơi an toàn, nghiêm cấm người dân đến gần khu vực sạt lở, không được neo đậu các phương tiện giao thông thủy trên khu vực sông có sạt lở xảy ra. Liên quan vụ việc người dân phát hiện một thi thể trong bao tải trên vỉa hè phố Đa Phúc tại phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Ủy ban Nhân dân phường Đa Phúc cho biết, cơ quan công an đã xác định được danh tính nạn nhân. Theo đó, nạn nhân là một người phụ nữ 29 tuổi, quê ở phường Bắc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân lấy chồng tại xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, có 2 con và đã ly dị chồng cách đây 1 năm. Về nguyên nhân người này bị sát hại, công an đang tập trung điều tra làm rõ. Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 10 tháng 6, nữ công dân vệ sinh môi trường phường Đa Phúc khi đến trước số nhà 282 Đa Phúc thì phát hiện có 2 bao tải gần đó. Thấy bên ngoài có máu loang nên nữ công dân lại gần kiểm tra và tá hỏa khi phát hiện bên trong là thi thể người. Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, các phòng nghiệp vụ công an thành phố Hải Phòng phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra quận Dương Kinh tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, thu thập các tài liệu, nhân chứng để phục vụ điều tra, truy tìm hung thủ. Liên quan vụ 4 người ở Cà Mau lấy cồn pha nước uống thay rượu, hôm qua ngày 11 tháng 6, bác sĩ Mã Nhân Khiêm, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cho biết, bệnh nhân 53 tuổi vẫn còn hôn mê. 2 bệnh nhân còn lại đã tỉnh, sức khỏe ổn định
và sẽ được xuất viện vào vài ngày tới. Trước đó, trưa ngày 9 tháng 6, hai bệnh nhân gồm một người 50 tuổi và một người 53 tuổi cùng ngụ ấp Tân Điền B, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau trong tình trạng nguy kịch, phải lọc máu. Đến tối ngày 10 tháng 6, bệnh nhân 33 tuổi cũng được người nhà đưa đến bệnh viện này cấp cứu trong tình trạng nặng. Thông tin từ gia đình các bệnh nhân cho biết, hai ngày trước khi nhập viện, cả ba cùng một người khác uống rượu với nhau. Sau khi uống hết rượu đã mua, họ lấy chai cồn loại sát khuẩn tay pha với nước để uống tiếp. Một ngày sau, bốn người đều đau đầu, mệt, nôn ói nhưng không đi khám. Sau đó, một người tử vong tại nhà, gia đình đưa ba bệnh nhân còn lại nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau. Vừa rồi là những tin tức trong nước đáng chú ý. Tiếp theo sẽ là một góc nhìn sáng nay. Anh Phước Dân có nhớ là trong các số nghe danh trước thì chúng ta đã nói đến việc các mặt bằng đẹp ở những khu vực đắc địa bị trả mặt bằng và rơi vào cảnh điều hưu không anh? Có. Anh có nhớ chứ Tú ơi. Đây là thực trạng chung của các cơ sở kinh doanh luôn. Khi mà tình trạng buôn bán ế ẩm phải trả mặt bằng bởi vì họ không cầm cự được. Dạ đúng vậy đó anh Dân. Và hiện nay nhiều căn nhà mặt tiền ở các tuyến đường tại khu phố Tây Bùi Viện, nơi vốn nhộn nhịp bậc nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng đang lâm vào cảnh vắng vẻ, đóng cửa im lìm và bắt đầu xuất hiện những tấm bảng cho thuê mặt bằng. Ông Nguyễn Văn Hiệp, người dân ở quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ về tình trạng tại phố Tây Bùi Viện. Mặt bằng lúc đó thì nghỉ nhiều, ế quá thì người ta nghỉ thôi. Còn đây thì nó mới trả tuần lễ này nó mới làm, cái này cũng mới là mới sửa, nó mới phát triển làm đâu có năm mấy nay nó mới trả. Nếu như mà quý vị có dịp dạo một vòng quanh Bùi Viện, Đề Thám, Đỗ Quang Đẩu hay Cống Quỳnh vào thời điểm này, quý vị sẽ không khỏi bất ngờ khi mà có khá nhiều mặt bằng đang treo những tấm bảng cho thuê. Dù tất cả đều nằm ở vị trí vàng và từng tấp nập khách ra vào trước đây. Chỉ riêng đường Bùi Viện có đến 4 mặt bằng treo bảng cho thuê. Chưa kể những nơi đang sửa chữa hoặc chuyển đổi mục đích kinh doanh. Nổi bật nhất phải kể đến căn nhà số 201 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Nơi này trước đây từng là một khách sạn và nhà hàng, thu hút rất nhiều thực khách. Nhưng hiện đang được rao bán công khai với giá 60 tỷ. Khi phóng viên gọi đến số điện thoại dán trước căn nhà này, một người phụ nữ bắt máy và cho biết vì chủ nhà sang Mỹ định cư nên rao bán chứ không cho thuê. Cách đó không xa, một căn nhà 5 tầng tại số 22 Bùi Viện cũng treo bảng cho thuê để mở khách sạn. Khách sạn Hà Vi nằm trên đường Đỗ Quang Đẩu ở quận Nhất, cách trục chính đường Bùi Viện chỉ vài bước chân, cũng cửa đóng then cài và được rao bán 2 năm nay. Theo tìm hiểu, hiện khách sạn này đang được sửa chữa nhưng chưa hẹn ngày mở cửa trở lại. Đối diện khách sạn cũng là một căn nhà đã đóng cửa từ sau dịch Covid-19 và chưa có người thuê. Hey, có vẻ như là từ đây đến cuối năm, Phước Nhân thấy tình trạng này sẽ không chuyển biến gì đâu, Cẩm Tú ơi. Và chúng ta sẽ còn bắt gặp nhiều những cái mặt bằng ở những vị trí đẹp, cứ cửa đóng then cài như thế này. Dạ, và cũng mong là trong thời gian tới thì chúng ta sẽ có thể thấy được những điểm sáng tích cực hơn, anh Nhân ha. Tiếp nối chương trình sáng nay sẽ là một lướt mạng. Thưa quý vị, dòng trạng thái phát hiện thi thể người đàn ông cháy đen tại bãi đất trống sau công ty may Khang Huy trên đường Tân Xuân 2. Cùng hình ảnh được chủ nhân bài viết cho là hiện trường vụ việc được đăng tải trên Facebook vào ngày 10 tháng 6. Thông tin này đã gây xôn xao dư luận. Và hôm qua ngày 11 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn cho biết chưa nghe báo cáo về vụ việc trên. Cùng ngày, đại diện công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh cho hay, đơn vị đã xác minh và cho biết không có vụ việc phát hiện thi thể người đàn ông cháy đen xảy ra trên đường Tân Xuân 2 tại huyện Hóc Môn như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Được biết, người đăng thông tin này sau đó đã gỡ bỏ nội dung trên. Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ lan truyền tin thất thiệt. Xem ra thì tình trạng đăng tin bài bịa đặt, thiếu tính xác thực và gây hoang mang như vậy cũng cần phải bị xử lý thật nặng đó Cẩm Tú à. Chứ anh thấy là cái việc này nó cứ xuất hiện nhan nhản luôn. Và như chương trình cũng đã có nói đó anh Nhân, bên cạnh việc phải xử phạt thật nặng những người tung tin bịa đặt như thế này, thì chúng ta khi sử dụng mạng xã hội cũng phải thật văn minh, không share, like và không tin theo những tin bài thiếu căn cứ, chưa được kiểm chứng từ các nguồn chính thống. Vâng, và hy vọng là mỗi người dân chúng ta cũng sẽ chung tay góp phần đẩy lùi vấn nạn tin giả đang tràn lan và khó kiểm soát trên mạng xã hội quý vị nha. Chuyển sang mục điểm tin giải trí. Thưa quý vị, ngay từ những hoạt động đầu tiên tại cuộc thi Hoa hậu siêu quốc gia 2023, tức Miss Super National 2023, đại diện Việt Nam là Đặng Thanh Ngân đã vấp phải những ý kiến trái chiều vì tiếng Anh kém.
Cụ thể trong phần thi Suprachat, Đặng Thanh Ngân được xếp ở nhóm thứ 3, cùng các đại diện đến từ Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Ấn Độ. Các cô gái cùng giao lưu và trả lời những câu hỏi mà MC đặt ra. Trái với kỳ vọng của mọi người, Đặng Thanh Ngân có phần thể hiện không tốt, vấp phải những ý kiến trái chiều. Đối với câu hỏi liên quan đến vấn đề miệt thị ngoại hình, Đặng Thanh Ngân lựa chọn trả lời bằng tiếng Việt thay vì tiếng Anh. Cô cho rằng mỗi người sẽ có định nghĩa về cái đẹp khác nhau, nên đôi khi sẽ dành những lời khó nghe cho đối phương. Theo dõi bài thi, nhiều khán giả tỏ thái độ thất vọng vì cho rằng vốn tiếng Anh của Thanh Ngân còn kém, chưa trả lời hoàn thiện những câu hỏi từ ban tổ chức. Một số ý kiến cho rằng người đẹp quê Sóc Trăng thiếu tự tin, như đang học thuộc lòng. Thậm chí có người còn so sánh phần thể hiện của Thanh Ngân với đại diện trước đó là Á hậu Kim Duyên, để thấy rằng người đẹp quê Sóc Trăng vẫn còn nhiều hạn chế. Một số người lên tiếng bênh vực cho rằng khán giả cần phải có cái nhìn và những bình luận chuẩn mực hơn để không làm ảnh hưởng đến tinh thần Đặng Thanh Ngân khi tham gia cuộc thi quốc tế. Anh Phước Nhân thấy như thế nào về thông tin này? Theo anh đó thì khi mà đại diện Việt Nam ra đấu trường nhan sắc thế giới thì các người đẹp cũng nên có cho mình một cái sự chuẩn bị kỹ để tránh rơi như những cái trường hợp kể trên. Dù biết là 9 người 11 ý luôn á, nhưng nếu mà chúng ta có một cái sự chuẩn bị tốt á thì vẫn sẽ ok hơn. Dạ, Cẩm Tú cũng đồng ý với anh Dân và hy vọng là Đặng Thanh Ngân sẽ xem đây là một kinh nghiệm thật là tốt cho mình. Tiếp nối ngay nhanh 6 giờ sáng nay là các tin tức quốc tế đáng chú ý trong mục Chuyển động toàn cầu. Thưa quý vị, hãng AFP vừa đưa tin Canada xảy ra thêm nhiều đám cháy rừng mới, buộc hàng ngàn người phải sơ tán. Khi nước này vốn đang đối phó nhiều đám cháy không thể kiểm soát, được cho là do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tổng diện tích đã bị cháy kể từ đầu năm là gần 46.100 km², vượt xa mức trung bình trước đó. Trong bối cảnh Canada trở nên ấm lên nhanh hơn những nơi khác trên thế giới, khu vực phía Tây Canada bị ảnh hưởng nhiều bởi các đám cháy. Sau một vài ngày lắng bớt các đám cháy mạnh trở lại tại tỉnh Alberta, khiến thị trấn Edson ở hạt Yellowhead tối 9 tháng 6 phải sơ tán lần thứ hai kể từ tháng 5, tại bang British Columbia, thị trấn Tumbler Ridge với 2.400 người đã sơ tán gần hết sau khi đám cháy tiến đến gần. Tại miền Đông, Bộ trưởng An ninh Công cộng Quebec, ông François Bonnardel cho biết vào sáng ngày 10 tháng 6, tình hình ở nhiều khu vực trung tâm và phía Đông Bắc vẫn còn khó khăn, với một số thị trấn bị đe dọa. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Quebec phải đối phó với quá nhiều đám cháy, phải sơ tán nhiều người. Sắp tới cuộc chiến có thể sẽ kéo dài suốt mùa hè. Mùa hè năm nay tại Canada sẽ kết thúc vào ngày 5 tháng 11. Khoảng 14.000 người đang trong diện sơ tán tại bang Quebec. Cơ quan môi trường Canada thống kê đang có 416 đám cháy trên cả nước, trong đó có 203 đám cháy ngoài vòng kiểm soát. Các nhà nghiên cứu địa chấn Philippines cho biết đã ghi nhận ít nhất một trận động đất núi lửa trong 24 giờ qua và những khối đá nóng đỏ đang rơi xuống từ núi Mayon ở tỉnh miền trung Albay. Văn phòng Dân phòng Philippines cho biết hơn 12.800 người đã được đưa đến các trung tâm sơ tán, hầu hết đến từ các ngôi làng gần chân núi lửa. Trong cuộc họp báo hôm qua 11 tháng 6, Bộ trưởng Y tế Philippines Teodoro Hebosa nói có nguy cơ sức khỏe khi ở gần vụ phun trào do hít phải khí sulfur dioxide hoặc các hạt tro bụi. Núi lửa Mayon cách thủ đô Manila khoảng 330 km về phía đông nam, được coi là một trong những ngọn núi lửa bất ổn nhất trong số 24 ngọn núi lửa đang hoạt động của Philippines. Viện nghiên cứu núi lửa và địa chấn Philippines cho biết đá nóng đang rơi xuống từ vòm dung nham đang tan vỡ ở miệng núi lửa. Các nhà nghiên cứu núi lửa cho biết những khối đá đang trút xuống khu vực cách xa tới 2 km và lượng khí sulfur dioxide đang tăng gấp 3 lần vào ngày 10 tháng 6. Trước đó, cảnh báo núi lửa đã được nâng từ mức 2 lên mức 3 trong thang đo 5 mức tại Philippines và nhà chức trách cảnh báo nguy cơ bệnh hô hấp do hít khói từ núi lửa. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã kêu gọi người dân tuân thủ các khuyến nghị và hướng dẫn sơ tán của chính quyền địa phương. Tiếp theo sau đây là dự báo thời tiết tại các khu vực trên cả nước từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ. Tại phía Tây Bắc Bộ, trời có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tại khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ,
có nơi trên 37 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam 33 đến 36 độ. Còn tại khu vực Tây Nguyên, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Thưa quý vị, thời lượng của Nghe Danh 6 giờ của podcast Thanh Niên đã hết. Thay mặt ekip, Cẩm Thú và Phước Nhân, xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình trong những phút vừa qua. Quý vị cũng đừng quên khung giờ quen thuộc 6 giờ sáng mỗi ngày trên một podcast tại địa chỉ thanhniên.vn cùng với các kênh YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast báo Thanh Niên. Còn bây giờ, Phước Nhân và Cẩm Thú xin thân ái chào tạm biệt và kính chúc quý vị một ngày mới với thật nhiều sức khỏe và thành công.